nay tôi bước tới đỉnh cao, vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao, để lại nhọc nhằn gian lao. Một đoạn của cốc đại đỏ sẽ là đại diện của Malaysia và cốc đại xanh sẽ là Singapore. Còn bây giờ trọng tài đang làm xin mời tất cả các quý vị đang đứng đằng sau đứng gần khán đài vui lòng lùi phía sau giúp tụi em ạ. Và trận đấu của chúng ta bắt đầu. Mỗi hiệp đấu của chúng ta sẽ có thời gian thi đấu là 2 phút. BT Ajax của đội của Malaysia sẽ mang đai màu đỏ và đội viên của vận động viên của Singapore Saiful mang đai màu xanh. Cả hai đang thi đấu khá thận trọng. Đó là một đòn vật đã tốt đến từ vận động viên của Malaysia. Trọng tài cấp ba điểm vừa rồi thuộc về cho Saiful. Đến về điểm số đang là 5-0 đi về cho vận động viên của Singapore. Trọng tài công nhận hòa nhã cho vận động viên gốc đài xanh. Thêm những điểm số nữa cho Mohamed Saiful. Cô đang dẫn trước 10 điểm. Trọng tài góc nhà đã đánh ngã cho vận động viên gốc đài đỏ. Valid draw for the red corner. Ajax tình huống này thì trọng tài đã công nhận đòn quật ngã của Ajax. Chúng ta cùng theo dõi đoạn băng này.
Và bây giờ trận chung kết của chúng ta lại được tiếp tục. Trọng tài góc nhà đã đánh ngã cho vận động viên góc đài đỏ. Philip draw for the red corner. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc. Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Round 2. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu hiệp 2. Saiful vẫn đang dẫn trước. Vừa thêm những điểm số nữa dành cho Saiful. Trọng tài góc nhận đòn đánh ngã cho vận động viên góc đài đỏ. Valid draw for the red corner. Điểm cho Ajax. Vẫn là các tình huống di chuyển đầy chủ động của Beauty Ajax. Trọng tài góc nhận đã đánh ngã cho vận động viên góc đài xanh. Điểm cho Saiful. Lúc này điểm số đó là 19-12 nhưng về cho Mohamed Saiful của Singapore. Thêm một tình huống trọng tài công nhận đòn đánh ngã của Saiful nữa. Những bộ pháp di chuyển rất linh hoạt của Mohamed Saiful đang giúp cô có được nhiều điểm số liên tục. Một đầu cuộc. Hiệp thi đấu thứ ba bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu hiệp ba. Trọng tài đã công nhận đòn đánh ngã cho vận động viên góc đài đỏ Ajax Malaysia. Khoảng cách điểm số vào lúc này là không quá xa. Beauty Ajax đang đầy quyết tâm nhưng mà lúc này cô đang bị dẫn, liên tục rút ngắn điểm số.
những tình huống ra đòn có điểm liên tiếp của Binti Ajax. Đến lúc này là 26-17. Saiful vẫn đang dẫn. Rất hay. Trọng tài công nhận lệnh ngã cho vận động viên gốc Đài Sơn. Valid draw for the blue corner. Đó là những tình huống ra đòn khiến được những điểm số khá cao. Lần này điểm thuộc về cho Binti Ajax của Malaysia. Blue corner do counter action. Red drop, valid drop for blue corner. 20-20. Mobile Saiful vẫn đang dẫn trước. Vừa rồi thì trọng tài cũng vẫn công nhận đó là một đòn đánh ngã của Ajax bên phía Malaysia. Hết giờ. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về cho Mohamed Saiful. Rất xúc động. Điểm số giành chiến thắng là 30-20 cho Mohamed Saiful. Ở hàng cân 65-70kg.